Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta sẽ bật cái phần bộ nhớ an toàn để sao lưu toàn bộ nội dung tin nhắn được mã hóa đầu cuối. Và từ bây giờ thì khi mà các bạn xóa nội dung tin nhắn được mã hóa đầu cuối ở trong phần tin nhắn Messenger thì toàn bộ nội dung tin nhắn sẽ được bộ nhớ an toàn sao lưu lại và các bạn hoàn toàn có thể khôi phục cũng như là đăng nhập ở trên một thiết bị mới mà không lo sợ là lịch sử trò chuyện và cũng như là toàn bộ nội dung tin nhắn bị mất khi mà chúng ta xóa phần nội dung tin nhắn được mã hóa đầu cuối ở trên Facebook Messenger. Và để sử dụng được cái chức năng đó là bộ nhớ an toàn cũng như là bật tắt được tính năng này và tìm hiểu kỹ xem tính năng này nó có tác dụng gì thì mình sẽ giới thiệu cũng như là hướng dẫn các bạn trong video ngày hôm nay. Và đây là một tính năng mới được cập nhật cho Messenger. Và để sử dụng được tính năng này thì đầu tiên khi mà các bạn đăng nhập vào Messenger được yêu cầu là tạo mã pin thì các bạn sẽ tạo cho Messenger một cái mã pin có 6 số. Và sau khi các bạn đã đăng nhập được thành công vào Messenger rồi, các bạn sẽ bấm cho mình vào cái phần ba dấu gạch ở đây và các bạn chọn vào mục là cài đặt. Ở đây thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục là quyền riêng tư và an toàn. Và trong mục quyền riêng tư và an toàn này, nó sẽ có mục là đoạn chat được mã hóa đầu cuối. Và ở đây nó ghi là quản lý chế độ cài đặt dành cho đoạn chat được mã hóa đầu cuối. Các bạn chọn vào phần này. Lúc này thì các bạn sẽ thấy nó có hai mục là bộ nhớ an toàn và cảnh báo bảo mật. Các bạn chọn cho mình vào cái dòng đó là bộ nhớ an toàn. Thì cái phần bộ nhớ an toàn này nó đang bị tắt. Các bạn quay trở lại, các bạn sẽ thấy là nó đang bị tắt như thế này. Các bạn bấm vào thì ở đây nó sẽ có một cái dòng ghi là bộ nhớ an toàn sao lưu từ xa đoạn chat được mã hóa đầu cuối của bạn. Nếu bạn mất thiết bị, lịch sử chat của bạn vẫn an toàn, bạn có thể khôi phục đoạn chat khi chuyển sang thiết bị khác. Và lúc này thì để sử dụng được tính năng này, các bạn nhấn vào phần nó là bật bộ nhớ an toàn. Và trong cái phần bật bộ nhớ an toàn này thì nó sẽ có những cái hình thức để các bạn có thể làm mã hóa bằng cách là mã pin được đề xuất cho bạn hoặc như là một cái ký tự gồm 40 ký tự, các bạn có thể là nhập chữ vào đây. Các bạn chọn cho mình vào phần mã pin. Các bạn sẽ nhập mã pin vào. Rồi sau đó các bạn xác nhận lại mã pin. Lúc này thì nó đã cho chúng ta một cái thông báo đó là bộ nhớ an toàn đã được bật. Và nó sẽ có cái dòng chữ là lần sao lưu gần nhất là hôm nay vào 9 giờ 43 phút. Tức là vừa sao lưu xong và ngày tạo là ngày 18 tháng 11 năm 2023. Và đó chính là cái cách để các bạn có thể là bật cái bộ nhớ an toàn, có thể sao lưu lại toàn bộ cái phần nội dung tin nhắn mà các bạn đã mã hóa đầu cuối ở trên Messenger. Và từ bây giờ thì khi mà các bạn nhắn tin với người khác, các bạn xóa cái đoạn chat được mã hóa đầu cuối đi thì các bạn cũng không lo là cái toàn bộ nội dung tin nhắn và cũng như là lịch sử trò chuyện nó sẽ bị xóa đi, mà các bạn vẫn có thể là khôi phục và cũng như là đăng nhập ở trên một thiết bị mới và các bạn sẽ khôi phục cái phần tin nhắn được mã hóa đầu cuối này bằng cái tính năng là bật cái phần bộ nhớ an toàn ở trên Messenger.